Đây là Nguyễn Thị Thúy Ngân, 19 tuổi. Còn đây là Trần Minh Thuận, 23 tuổi, là hai người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vì tội mua bán chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Ngân và Thuận khai nhận sống chung với nhau như vợ chồng. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, do không có tiền tiêu xài nên đã bàn bạc với nhau cầm điện thoại cá nhân để mua ma túy đem về bán lại cho những người nghiện khác kiếm lời. Nghĩ là làm, sau khi cầm điện thoại và mua được ma túy, đến khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 4, Ngân điều khiển xe máy đi giao ma túy cho con nghiện. Khi đi đến khu vực thị trấn Vũng Liêm, thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan công an, Ngân và Thuận đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều người trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3 năm 2023 đến ngày 1 tháng 4. Vụ mua bán trái phép chất ma túy này đang được công an huyện Vũng Liêm tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.